Vô mày. Cảm ơn. Cảm ơn chị Cú. Một đứa hổn là mệt rồi. Trời ơi, bạn không biết thôi chứ hội đoàn này không hổn má. Dạ, kính thưa quý vị, ngay bây giờ, dạ, tụi em sẽ trọng bước phục vụ tất cả quý vị những vòng lợi tiếp theo. Những tờ lá vé chỉ 30 ngàn đồng thôi, quý vị, những tờ lá vé hổn giùm em nha. Dạ, thì bên trên em thấy là trời cũng đang đổ mưa, cho nên là quý vị, mình gom gom lại, mình ngồi sát lại nhau, cho như là gần kề vai nhau để cùng thưởng thức chương trình văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ cùng đến với một thí sinh mà cô này rất là tài nha quý vị, với bảng 1 và bảng A thì cô ta đã nhất tuần. Dạ. Khoan, cho hỏi Trần Học còn làm nghề không? Chị ơi, ăn bớt ăn lại nha. Mình nhớ nhiệm vụ. Đói hay sao? Lại. Bộ đói lắm hay gì? Ban tổ chức bỏ đói gì hả? Hay sao chị? Hay là ở trong trợ lý chị chuẩn bị đâu cho có, chị? Đâu có, ban tổ chức chuẩn bị đồ ăn đầy đủ lắm nhưng mà không đem qua đây hả? Không phải, mà cái nào cũng thiếu chứ. Ác gì trời. Tại ta ăn lúc 7 giờ lắm chứ không ăn ăn trái giờ trái gió. Dạ, kính thưa quý vị, dạ, thí sinh nhất bảng A đó là thí sinh Trúc Ly với hình tượng thành một cô gái Ấn Độ trong phim Du Ký. Dạ, tay Du Ký, sao chị? Mình có tìm hiểu không? MC có tìm hiểu không? Dạ, có chứ. Có tìm hiểu sao nói dấp quá vậy? Ủa, đúng mà. Cô không có cô gái Ấn Độ nha. Cái đó không phải cô gái Ấn Độ nha. Vậy đúng không chị? Ấn Độ đúng không trời? Cái tay gật đầu, cái gì đâu. Thiếu nữ Thiên Trúc má ơi. Thiếu nữ Thiên Trúc, chị ơi. Thiếu nữ Thiên Trúc, chị mớm cho em rồi. Dạ rồi, kính thưa quý vị, và lần trước cô ta đã bấm nút ngay nghệ sĩ Anh Thơ. Dạ, và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng hướng mắt về sân khấu, cùng xem qua clip gốc của nghệ sĩ Anh Thơ. Đẹp như giấc mơ, ơi quê ta sâu sương dài nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái xiên. Vừa xem qua những hình ảnh trong mashup về quê cũng như là tàu anh qua núi của ca sĩ Anh Thơ. Và ngay bây giờ bên trong tụi em đang set up. Không biết là chị Trà Ngọc có mong chờ gì đến với bạn Trúc Ly trong lần diễn lần này không ạ? Dạ, chị đang chấm cái gì vậy chị? Để chị Trà Ngọc nuốt cái đã. Nó đang ăn. Sao mà bữa nay bị cái gì mà ăn hoài vậy? Vậy thôi để cho chị nuốt xong đi. Em mời anh Tuấn Bi ạ. Không biết là anh Tuấn Bi đã có theo dõi phần trình diễn Thiếu Nữ Thiên Trúc tuần trước của Trúc Ly không ạ? Dạ, thì không biết lần này thì anh có mong chờ gì bạn Trúc Ly không? Về chị Anh Thơ thì anh đã làm việc rất là nhiều. Dạ. Nên tiết mục này anh có thể là soi nhiều nha. Dạ, soi nhiều. Còn okay. Chị Ngọc, chị nghĩ sao? Chị có mong chờ vì về trang phục hay là giọng hát hay là như thế nào không ạ? Về Trúc Ly thì chị rất là mong chờ. Tại vì Trúc Ly là một thí sinh gọi là có tiềm năng rất là lớn ở trong cái bảng thi mà chị đã chấm hồi vòng bảng. Còn riêng về MC thì chị hy vọng là nếu mà được đó thì sao? Bán sao? Kết hai mình đổi người giùm cho chị á. Không vậy, thật sự là bữa nay em cũng định làm đâu. Em nói câu đó hèn chi không chuẩn bị gì. Thật sự là bữa nay em là bị lấp liếm á chị. Không, cái gì mình biết mình nói, cái gì không biết thôi chứ thì cũng đó. Không ai nói gì. Thì đó. Không ai nói gì. Thôi được rồi, em hỏi chị cảm nhận thôi, chị đừng nói tới cảm nhận của mình thôi được rồi chị. Sao hôm nay nói gì xài thể còn tao quá vậy? Tao không đi biểu diễn gì mình tao có ăn đầu lươn mắc gì xài thể ta vậy? Nếu mà được nữa lần sau mình gắn cái nơ đó, nó mọc nhỏ nhỏ nhưng mỏng mỏng lại cho nó đè đó, nó đè lên cái dây thần kinh của mình nhiều. Điên hồn quá. Ủa mình tự nhiên có nhận xét cái nơ ta gì? Đánh chấp lãng kỳ vậy? Lần sau mẹ em có gắn làm gắn gì chị lộ, nồi cơm điện. Dễ thương quá. Em nói vậy thôi chứ em cảm ơn chị đã bên em nha. Không, dòng sau chửi nó tiếp đi. Vô. Dạ rồi. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ trên sân khấu đây sẽ là sự hóa thân của Trúc Ly với ca sĩ Anh Thơ.
mà hả, đi quảng mới tới mà toàn là mấy cái chỗ sáng trưng không mà em thích vô mấy cái chỗ tối à. Anh dắt em đi về quê mà quê anh nó ở xa lắm, phải băng đèo qua gần lội suối mới tới được. Trời ơi bay ơi, bay ơi, ông cố nội ơi, ông cố nội nghĩ sao đi về quê băng rừng lội suối mà đi bằng chiếc xe đạp mà chừng nào tới ông nội. Trời ơi, xe đạp này là tải giờ á, dắt mấy người đi hóng gió ăn uống đồ thôi, chứ mình đi về quê bằng tàu. À đi bằng tàu hả? Ừ. À mà anh đi, anh muốn đi tàu nhanh hay tàu chậm? Anh thích đi tàu nhanh. À tàu nhanh. Ừ. Tàu nhanh thì 250 tặng ổ bánh mì, còn tàu chậm thì 500. Gì vậy bà nội? Nói gì vậy? Anh à, em lộn, ý là cái ở ngoài ga Sài Gòn á nó có cái gì ta? Cái ga cái tàu nhanh, cái tàu nhanh là tàu tàu SE là 500.000 là một vé, còn tàu chậm là tàu TN. Nó là 250 vé thì anh bây giờ mình đi tàu gì giờ? Hai đứa mình á cũng không có điều kiện nhiều, mình đi tàu chậm đi. Đi tàu chậm ha. Ừ. Ồ đi tàu chậm đi để mình có cơ hội mình ngắm cảnh nữa ha. Rồi theo rồi. Anh về quê nha. Rồi đi ra ga Sài Gòn mua vé giùm tôi một cái đi ông nội. Rồi để anh đi ra mua vé. Ồ đó giờ mua thêm cái vé chiếc xe đạp giùm cái nữa nha. Để bỏ chiếc xe đạp lên. Rồi đi. Thành công của chị ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn Ấn Ấn, xin cảm ơn Lâm Nhật Nam và chị Châu Pha. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ. Trời ơi, gom hình như trời ơi chị Trúc Ly khóc luôn rồi quý vị. Dạ, không ngoài dự đoán. Dạ. Dạ. Không. Dạ, không ngoài dự đoán thì tiết mục này chị Pha làm mẹ người ta tiếp. Dạ rồi, dạ, bây giờ tiết mục với khán giả là em thấy quá xuất sắc, không biết với giám khảo thì như thế nào. Em xin mời chị Lộ ạ. Nói gì nữa? Màu đen! Xuất sắc! Tuyệt vời! Nghiên cứu từ quần áo, tóc tai đi xuống biểu diễn giống hệt luôn, không khác một chút nào. Còn dặm thêm nữa, sợ bị nhạt, bỏ thêm giữa muối vô nữa. Ẩn vô nữa, trời ơi, chết rồi, 10 điểm. Được không này. Còn nói gì được.
câu đầu tiên, bài đầu tiên ra vỗ tay liền, bài thứ hai vỗ tay liền, còn đợi gì nữa. Xuất sắc. Xuất sắc. Một trăm một tên thật lớn á. Dạ. Vậy đó mà năn nỉ đi diễn con không đi, một tuần có đi hai tuần mới diễn con làm. Sao sao sao? Sao vậy ông nội Mậu Đạt? Không có thi, không có ý kiến được, xuống. Không có, nhưng mà phải cái em là khán giả mà. Chị bắt thôi quá à. Ủa bữa nay kêu mày vô bán vé với lại hát lô tô kêu mày là khán giả hả? Nãy giờ em ngồi coi lại chim em là khán giả mà. Ê, thôi đi, ngồi đi. Phải đi, làm khán giả là bữa nay không có lương đó má. Ủa vậy hả? Em là làm hai việc luôn. Làm hai việc luôn. Rồi nói đi, nói nhanh đi. Trời ơi, quý vị dọc quán hai em đứng ở ngoài nha, em nghe. Nó nổi da gà luôn thật sự. Mà không phải là chỉ giống anh Thơ thôi, mà còn giống cả anh Đức. Ê, trời ơi, dễ khen gì cười vậy má. Là hai trong một luôn quý vị. Là khen chưa? Cái giọng khen anh Thơ chưa? Mà cái mặt là anh Đức. Ủa? Trời ơi, xuất sắc luôn, em nổi da gà luôn mà. Bước ra một cái tường anh Đức xuất hiện không á. Trời ơi, chị là theo dân cái này là quá thân hai trong một phải không? Hai trong một, có ai làm được như vậy? Đúng rồi. Điểm cộng, điểm tức dùng. Sao có làm được như vậy không? Không. Tuần sau có làm được không? Anh xui. Thấy chị mình hay vậy, tuần sau mình làm được không? Đang nói chuyện ngứa đầu là sao? Ủa lần trước em làm Trúc Nhân mà cái mặt giống ai? Cái mặt giống Phi Thanh Nhân. Giống anh. Không, làm Trúc Nhân nhưng mà cái mặt giống anh Thanh. Không, làm Trúc Nhân mà cái mặt là giống Tuấn Ngọc. Dạ rồi, em xin mời anh Tuấn My à, em xin mời anh. Anh không còn nói điều gì nữa, nó tuyệt đối. Dạ. Quá tuyệt vời em ơi, em rất chỉnh chu. Thật sự, anh giống như nãy giờ anh đang nghe đĩa của chị Thơ vậy đó. Thiệt. Giống, cực kỳ giống. Từ cái, anh để ý nha, cái tay của em á, cái tay điệu của em với chị Thơ á, anh để ý nha, chị Thơ vậy nè, điệu vậy nè. Xong rồi, vậy nè, có rửa tay nè, em tìm hiểu rất kỹ. Tuyệt vời, 10. Yeah. Xin mời chị Ngọc. Lần đầu tiên thì chúc mừng chị Châu Pha. Ủa? Là show thành công. Đêm thi ngày hôm nay là chị làm mẹ cả cái đoàn này. Quá thành công luôn chị ơi. Ai chị cũng làm mẹ hết, giờ còn lộ là chị chưa làm thôi. Còn về tiết mục của Trúc Ly thì thật sự không còn gì để nói hết. Giọng hát, tất cả nghiên cứu về hình thể, về điệu bộ lúc hát. Tuy chị Anh Thơ là một ca sĩ là thường là chị Anh Thơ chỉ hát và mộc mạc thôi, không có dàn dựng những cái tiết mục như vậy nhiều. Nhưng mà Trúc Ly rất là thông minh, sợ cái bài mình thiếu yếu tố giải trí đúng không? Dạ, đưa đúng cả rồi. Một cái vàng một phụ họa này ra. Dạ đúng rồi. Trời ơi, Nhật Nam rất là giống học sinh, còn chị Ẩn thì giống giống mẹ học sinh. Đó. Giống phụ huynh. Không, chị coi tiết mục này chị thấy là đây là một người phụ nữ là tầm 60 mấy quay trở lại quê hương chú để hoài. Đúng chú rồi. Tư. Đúng rồi. Để chú Tư để hoài niệm lại cái quá khứ tươi đẹp của mình bằng một con tàu đúng không em? Đúng, yeah. Đúng không? Mà nói một cái thông tin ta nó chấn động luôn, anh muốn đi tàu nhanh hay tàu chậm? Chấn động không? Đúng rồi. Nói chung là nhờ cái nghề đó đã đẩy chị đi xa. Cái nghề đó gì vậy trời? Trời ơi bà nội với cái tàu nhanh tàu chậm là ở ngoài ra Sài Gòn có đó má. Chị nói là trời. Chị lộ chị lấy cái kim tuyến trên áo chị nhét cho họ bay cho em đi. Ừ thiệt. Nói ít thôi, nói ít thôi. Gu nhạc uống lắm cũng say, người hay nói lắm nó cũng say cũng say. Xin một câu rồi, xin một câu năn nỉ đi, xin câu. Rồi cho nói nha. Chúc đây là ba cột điểm đúng không? Dạ. Thì hiện tại là ga hát chỉ có mới một bài Về Quê thôi là tôi chấm 29 điểm. Còn một điểm còn lại là dành cho sự nghiên cứu và sự thêm thắt cái chích đoạn cái chích đoạn chỗ này nữa. Dạ, dạ. 30 điểm. Một ưu điểm tuyệt đối đầu tiên đến từ Diễm Viên Trà Ngọc. Dạ, kính thưa quý vị, dạ một trăm bốn tay thừa thật lớn cho Trúc Ly đúng không ạ? Trời ơi, nhưng mà chị Ẩn quá. Ơi, chị Ẩn ơi, lần đầu cũng như lần cuối không có đóng học sinh nữa nha. Không, cũng duyên dáng mà. Okay. Sao, sao mà phản pháo chị quá vậy trời? Sao chị muốn nói gì? Thì cũng học sinh đó, nhưng mà lưu ban 20 năm thôi. Chứ làm gì dữ vậy? Ừ, được. Ừ, rồi, vô. Rồi, cảm ơn chị Trúc Ly. Dạ rồi, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng quay trở lại vòng loại của Đồ Lô Tô Sài Gòn Tân Đời. Rồi, kính thưa quý vị, bên dưới còn ai chưa có vé, giơ cao cánh tay lên giùm em luôn ạ. À, ủng hộ những tờ lá vé cho em.